chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh nhà đầu tư tài chính tự do thì ngày hôm nay như thường lệ trong bản tin nhận định thị trường hàng ngày chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng nhau đánh giá phân tích về thị trường cũng như đi qua về các cái mã cổ phiếu ở các nhóm ngành khác nhau để từ đó giúp anh chị mình có thêm góc nhìn về thị trường để có thể đầu tư tốt hơn. Hiện tại anh chị nào đang xem video, nếu thấy video hữu ích có thể là bấm like video, subscribe kênh, đăng ký kênh để ủng hộ em. Bên cạnh đó thì ở phía dưới phần mô tả video em cũng để thông tin liên hệ là Zalo, à số điện thoại. Nếu chị nào muốn đồng hành cùng em ở trong đông khách hàng có thể là kết bạn Zalo với em hoặc kết bạn Zalo với lại trợ lý của em để được hỗ trợ À, cảm ơn chị rất là nhiều vì đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích về thị trường ở trong phiên ngày hôm nay đầu tiên có thể nói phiên ngày hôm nay là một phiên mà cái sự phân hóa dòng tiền cũng như là cái dòng tiền mang tính đầu cơ được thể hiện rất rõ rệt nếu như ngày hôm qua là một ngày mà nhóm ngân hàng hút dòng tiền tốt trong khi đó nhóm bất động sản gặp cáp lực chút lời thì ngày hôm nay điều trái ngược đã diễn ra không phải là hoàn toàn trái ngược tức là bất động sản thì vẫn có sự phân hóa nhưng về cơ bản là ngân hàng ngày hôm nay lại gặp cáp lực chút lời và dòng tiền lại chuyển hướng sang với nhóm chứng khoán nếu chị có xem cái video livestream tối ngày hôm qua của em thì rõ ràng ở giai đoạn này nhóm chứng khoán là nhóm phù hợp nhất để thu hút dòng tiền bởi vì về cơ bản nó có câu chuyện để giúp cho cái kết quả kinh doanh quý 4 được cải thiện nhờ vào việc là thanh khoản tăng lên cao tức là tất cả những yếu tố liên quan tới lợi nhuận của một công ty chứng khoán giai đoạn này đều đang được hỗ trợ về cả thanh khoản Ê, thì trong đó sẽ có gì phí môi giới sẽ có cả margin sẽ có cả tự doanh tất cả những yếu tố đó đều hỗ trợ ủng hộ cái việc là nhóm chứng khoán có thể gì cải thiện về lợi nhuận thì khi lợi nhuận tăng tất nhiên là giá cổ phiếu nó sẽ được phản ánh vào đó lý do vì sao mà ngày hôm nay nhóm chứng khoán hút tiền rất là tốt à, một điều nữa đây ngày hôm nay nhóm chứng khoán thì có tới bốn mạng cổ phiếu tăng trần tiêu điểm là có BSI VND CTS và VIT à, thì tất cả những mạng cổ phiếu đều vận động tương đối là tốt bên cạnh đó thì nhiều cổ phiếu khác ngày hôm nay cũng tăng hơn năm đa phần đều tăng từ ba tới bốn năm đó là sự đồng thuận của dòng tiền. Đầu tiên, đó là sự dòng tiền và nhóm chứng khoán. À cái thứ hai nữa là ngày hôm nay mình thấy được là VN30 ngày hôm nay thì lại giảm điểm, ngày hôm qua thì VN nó mới lại tăng. Đấy, thì cái sự quan trọng ở đây là gì? Là cái việc dòng tiền giai đoạn này nó phân hóa như thế. À thì anh chị sẽ có một cái có một cái lợi thế là dòng tiền sẽ không rút khỏi thị trường cho đến khi mà không còn nhóm nào để tham gia nữa. Thì ngày hôm nay là vn mươi chúng ta chỉ có 8.000 tỷ thôi, so với thị trường là 27.000 tỷ là thấp. Là chưa được tới 1/3. À, cho thấy dòng tiền ngày hôm nay tập trung hoàn toàn ở mid cap và small cap thì một tí nữa em sẽ đánh giá kỹ cho anh chị hơn các nhóm ngành tiêu điểm ở đoạn này trong đó là gì có ngân hàng à, có chứng khoán có thép có bất động sản và có lẽ là bất động sản là nhóm ngành mà nhiều anh chị quan tâm nhất thì mình sẽ đào sâu hơn để anh chị hiểu rõ hơn về bản chất câu chuyện sau một cái đà tăng mạnh như thế thì nó sẽ thường có phản ứng như thế nào tôi đang ngày hôm qua mình cũng đã làm rồi và ngày hôm nay nếu anh chị đã xem video livestream ngày hôm qua chị cũng sẽ bình tĩnh hơn trong vấn đề xử lý cái cổ phiếu đó bây giờ anh chị biết được là gì cái kịch bản mà cổ phiếu đó có những nhịp hồi lên để chúng ta cơ cấu ra là rất cao À, bởi vì không thể nào nó phân phối hết được một cái lượng hàng trong một cái phiên giảm như ngày hôm qua được mà phiên ngày hôm qua đa phần sẽ xuất phát từ trạng thái tâm lý nhà đầu tư bị hoảng loạn nên có nhiều cổ phiếu bị vạ lây à, và các cổ phiếu vạ lây đó ngày hôm nay nó lại phục hồi trở lại à, bởi vì sao bởi vì các cổ phiếu đó nó không có cái lượng cung tích lũy như là nhóm bất động sản nên nó phục hồi trở lại khá là nhanh à, nhiều cổ phiếu bật tăng lại em lấy tiêu điểm nhóm nhóm à, nhóm cổ phiếu thủy sản ngày hôm qua nhưng ngày hôm qua mình cũng nhấn mạnh nhóm thủy sản là nhóm mà sẽ kỳ vọng tốt trong quý 4 thì ngày hôm nay hầu như đa phần các cổ phiếu thủy sản đều có mức tăng tốt À, một số những cổ phiếu như là ACL, ANV, IDI hay là CMB thì ngày hôm nay tăng trần. Bên cạnh đó thì những cổ phiếu như là VHC, FMC ngày hôm nay nó cũng tăng nhẹ lên trở lại. Đây là tiêu điểm cho thấy được là cái dòng tiền vẫn đang hiện hữu trong thị trường và nó tập trung vào các cổ phiếu nó vẫn còn duy trì cái nền tảng cơ bản tốt và cái trạng thái ngày hôm qua nó mang yếu tố là do yếu tố tâm lý chung của nhà đầu tư sau một cái đoạn tăng nóng của giá bất động sản thôi. Rồi, đó là về tổng quan thị trường cái đại. Một tí nữa mình sẽ đào sâu hơn. À, thì nha nhìn chung là nếu mà xét về đồ thị thì ngày hôm nay chúng ta đã có một phiên đóng cửa tương đối tốt tức là sau một cái phiên bán ngạm mạnh ngày hôm qua thì ngày hôm nay đà giảm có tiếp diễn ở đầu phiên à nhưng mà chúng ta cũng duy trì được cái mức đóng cửa là gần như là cao nhất ngày tăng nhẹ là 0,27% thì cuối phiên phá sinh cũng kéo nhẹ lên giúp cho vn50 nó cũng phục hồi trở lại thì về cơ bản là hiện tại là vn index mình đang duy trì lại trên tức là đã vượt đỉnh thời đại rồi và đang duy trì ở trên cái mức đỉnh thời đại này thì có một kịch bản diễn ra là thị trường có thể test lại cái mức này là hoàn toàn có thể bây giờ anh chị theo dõi á, là giai đoạn trước đó hầu như lúc nào vượt đỉnh thị trường nó cũng có giai đoạn dằn co dằn co trước khi nó gì nó quay về test lại cái vùng cái vùng đỉnh cũ trước đó của nó và nó bước lên đây là cái thời điểm mà một 200 điểm này cái đỉnh này cũng tương tự một 4 lúc này cái tính chất về vai trò của nó cũng như vậy hay là cái thời điểm mà 900 cũng như vậy thôi để vượt được 900 anh chị theo nó cũng phải có những cái quá trình điều chỉnh và gì sau đó nó mới bứt phá lên được và nó cũng quay về retest lại cái mốc đó nó đó cũng là một trong những trạng thái mà anh chị có thể chú ý là giai đoạn này cái việc rung lắc diễn ra là điều hết sức là bình thường đây, như mình thấy được là rõ ràng là những chỉ số như là VN ở cái đồ thị giờ này nó cũng có sự phân kỳ về RSI đúng không hay thậm chí là VN30 đây nó cũng có cái sự phân kỳ đó thì thật ra là nó là sự phân hóa thôi khi mà dòng tiền phân hóa thế này thì cái việc danh mục mình tham gia thì mình sẽ tập trung mình cơ cấu làm sao cho nó phù hợp với cái tối dòng tiền à, chứ nó không phải đồng thuận theo thị trường được bởi vì em ngày hôm qua em giải thích cho anh chị rồi cái VN của mình đó, nó tính là dựa trên vốn hóa của thị trường tức là vốn hóa của các cái mã cổ phiếu ở trong VN tăng nên là chỉ chỉ cần một cổ phiếu như là Vít thôi Ngày hôm đó tăng khoảng tầm 5% thôi thì nó khác biệt ngay là chỉ số có tăng rất là nhanh. Hay là một cổ phiếu như là con ROS, có FLC có thanh khoản lên 40, 50 triệu cổ thì thanh khoản thị trường cũng sẽ đẩy lên rất là nhanh. Nên khi mà anh chị chỉ nhìn VND thôi á, anh chị chỉ nhìn là thanh khoản nó có tăng hay không. rồi chỉ số có tăng hay giảm hay không thì anh chị sẽ không thể đánh giá được hoàn toàn. Mà VND chỉ mang tính chất tham khảo để anh chị hiểu được xu hướng thị trường chung là như thế nào. ví dụ là thị trường chung đã vượt đỉnh rồi thì cho thấy được là sẽ nhiều cổ phiếu vượt đỉnh ví dụ vậy. Và nó cho thấy là có thể tiếp diễn cái đà tăng của thị trường đó là một trong những cái vấn đề mà chúng ta sẽ hiểu được về câu chuyện là đánh giá là chỉ số là như thế đó. Đấy, nên cái sự phân hóa đó sẽ giúp mình đánh giá được là xem hiện tại à các nhóm ngành nào đây được quan tâm. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau phân tích một tí về nhóm bất động sản là nhóm này em nghĩ là hiện tại sẽ có khá là nhiều anh chị quan tâm. Thì ngày hôm qua mình cũng đã đưa ra kịch bản đối với nhóm này rồi đúng không? Đây mình nói về câu chuyện rồi. Cái bản chất của việc điều chỉnh nó diễn ra là điều hết sức là bình thường. Sau một cái đoạn tăng nóng như thế bởi vì đa phần nhà đầu tư đang có lãi và đang có lượng hàng khả dụng. Thì khi mà xuất hiện một cái tín hiệu xấu thì ngay tức là sẽ có định bán MB xuống À thì sau cái phiên bán như thế thì anh chị phân dung là cái quá trình mà nhóm bất động sản nó tăng lên mà tại sao lại không có cung. Đây là chúng ta nhìn này. Cái nến này là một cái nến mà ngày hôm đó chúng ta có làm một cái video. Nếu anh chị có nhớ đây nè. Em có làm một cái video về nhóm bất động sản. Thật ra thì cái video đó mình nói về cái dòng tiền của thị trường. Thì nó có cái trạng thái đây là cung yếu vì kỳ vọng cao. Tức là hầu như nhà đầu tư không muốn bán với cổ phiếu này ở nhóm bất động sản. Cái thứ hai nữa là gì? Chú ý phản ứng ngắn hạn từ dòng tiền đầu cơ anh chị xem video này anh chị sẽ hiểu rõ hơn nhưng mà tiêu đề là như thế thì rõ ràng cái dòng tiền đầu cơ ở giai đoạn này và nhóm bất động sản cho thấy được là cái nến này là rõ rệt nhất cái nến này là một cái nến cho thấy được là hầu như tất cả mọi anh chị nhà tư đang nắm cổ phiếu này đều không muốn bán ra bởi một phiên tăng trần nhưng mà khối lượng chỉ có 4 triệu cổ thôi đồng nghĩa với việc là nó tăng lên và không ai muốn bán hết đó lý do vì sao mà anh chị thấy nhiều cổ phiếu mà dạng bao cung á, khi mà kéo lên hầu như là không có thanh khoản không có volume vì cứ mở mắt ra là anh chị kéo trần mở mắt ra anh chị kéo trần thì tại sao tôi phải bán tôi đang chờ lãi tiếp mà đang có lãi mà nó cứ nâng dần nâng dần cái lãi lên và cho đến khi xuất hiện một hai phiên bán tháo rất là mạnh à, thì khi đó tín hiệu là gì ngay lập tức một cái lượng nhà tư những cái anh chị nhà tư đã có hàng ở đây đã có hàng ở đây hay là đã mua cái lượng hàng chỗ này thì ngay tức xuất hiện một cái lượng bán tháo ra hầu như ai cũng bán cổ phiếu đó nên nó mới tạo ra một phiên giảm như ngày hôm qua với khối lượng cực kỳ lớn là khối lượng là 22 triệu cổ gần 23 triệu cổ thì bây giờ câu chuyện thì mình giải quyết là thông thường sau những cái gì như thế này thì cái trạng thái tâm lý nhà tư là như thế nào thì ngày hôm nay là một phiên mà lượng cầu bắt đáy đã bắt đầu tham gia đấy tức là gì nó sẽ có tức là đội lái á, họ không có bán quyết liệt ở trong phiên ngày hôm nay để cho cái lượng cầu bắt đáy nó ăn lên và nó tạo được một cái nến xanh như thế này thì bây giờ câu chuyện như em nói rồi thứ nhất là về câu chuyện là mở đi mua mới này thì theo cá nhân em là không nên bởi vì sao bởi vì những cổ phiếu như là dig đây là một cổ phiếu tiêu điểm đó nha nhưng mà các cổ phiếu khác mà tương tự anh chị sẽ đánh giá như thế một cổ phiếu như là dig thì giai đoạn vừa rồi nó tăng nóng thì hầu như nó không có nền giá ở phía dưới để hỗ trợ về giá là không có nền giá nó vượt đến thời đại rồi và khi mà không có nền giá như vậy thì cái quá trình mà anh chị giải ngân mua mới các cái điểm mua ở đây là hầu như là cái độ rủi ro đã ở mức cao rồi thì nhớ anh chị có thể đánh đổi là à, bây giờ hai risk hai return rủi ro cao lợi nhuận cao thì cái đó là tùy vào khẩu vị nhưng mà, mà xét về vị thế mua mới đó là điều đầu tiên cái thứ hai là sao mà quá trình tăng như vậy thì anh chị sẽ gặp một cái trạng thái là gì tất cả mọi anh chị nhà đầu tư hiện tại nắm đi rồi đa phần đều đã có lại chỉ có một số anh chị mua ở cây nến trần này thôi thì anh chị đang bị xui là anh chị không có lãi hay là anh chị mua cây này thôi còn những cái cây nến như này nè bây giờ anh chị nhìn cho em đi cây nến khối lượng ngày hôm trước nó có nhiều không là không nhiều thì cái lượng cung đeo bám mà cây nến này là không còn như là không nhiều rồi cây ngày hôm qua thì có thể là nhiều bởi vì anh chị bắt đáy còn hầu như là giai đoạn trước đó này thì khối lượng mới cao đúng không thì cái lượng cung là tích lũy ở đây là lớn đó thì bây giờ câu chuyện ở đây là anh chị đang có sẵn một cái lượng cung đang treo trên đầu rồi chỉ chờ kích hoạt để bán thôi đó là cái điều tiên cái thứ hai nữa là bây giờ nhớ anh chị mua ở đây thì cắt lỗ thì cái đó em nghĩ là không đáng kể nhưng mà nó luôn luôn có cái lượng cung chực chờ và bây giờ nó anh chị lại không có lượng cầu để đỡ giá nữa có cung nhưng mà lại không có cầu đỡ thì khi đó cái giá cổ phải được có thể rơi rất là sâu mình lấy một cái case ví dụ như là cái case này nè như nói với anh chị là chúng ta sẽ cần chú ý cái vấn đề về volume á. bây giờ anh chị để ý á, sau những cái đợt tăng nóng như thế này đây chúng ta nhìn con đề, con đức long là một con mình đã lấy ví dụ ngày hôm qua đúng không tương tự như vậy thì nó cũng có một cây giả đúng không chúng ta nhìn đây cái trạng thái này anh chị nhìn có quen không đây có giống cái đến cô đi tức là cái trạng thái tâm lý của nhà đầu là gì không muốn bán nữa rồi thanh khoản ngày hôm đó chỉ có 5 triệu thôi nếu mà so với trung bình thì một ngày lên tới là 10 triệu 12 triệu nhưng mà thanh khoản ngày hôm đó chỉ có 5 triệu thôi tức là lên tới cái vùng giá đó cứ mở cửa ra trần thì ai muốn bán nữa trần cứng luôn dùng lệnh như thế thì ai bán đó thì nó tạo ra một cái hiện tượng là tiết cung là không ai muốn bán thì sau khi nó xuất hiện một cái nến như vậy thì nó cũng có một cái nến ngày hôm sau đó là một cái nến mà kích hoạt cái lực bán khối lượng là 30 triệu cổ thì nó cao đột biến đúng không thì bây giờ trạng thái tâm lý nhà tư là gì đây là bắt đầu sẽ có một cái lượng cậu bắt đáy vào họ sẽ không thả ra tự do được bởi vì họ chưa phối hết được cái lượng hàng đó ai à, và họ sẽ chưa kéo được lượng nhà đầu tư vào đây nhưng mà khi mà bắt đầu họ gì à bắt đầu họ thả cái lượng cậu bắt đáy vào thì nó sẽ có những nhiều phục hồi phía sau đây thì tương tự như vậy thì nó sẽ có một nhiều phục hồi lên để kéo dòng tiền vào nhưng mà cái dấu hiệu để chị nhìn ra được là quan trọng nhất là khối lượng nếu mà khối lượng của nhiều phục hồi này duy trì mức volume thấp thì cho thấy được là gì cái dòng tiền ở đây không phải là dòng tiền đến từ lời đội lái dòng tiền thông minh mà dùng tiền ở đây chính là dùng tiền đến từ nhà tư cá nhân bắt đáy vào, thì khi đó thông thường là không kịp T3, đây T1 đúng không? T1, T2, thông thường là không kịp T3 và khả năng khai những phi sau là sẽ nhốt lại để không cho chị bán được hàng. đó là một trạng thái chị để ý á, cái trạng thái tâm lý ở đây mới là quan trọng nè, vì tâm lý, tâm lý mới quyết định được cái dây trò ở đây bởi vì đa phần bây giờ những cổ phiếu bất động sản đôi khi đó cái mức định giá như nó là định giá công ty bất động sản rất là khó, bởi vì sao? Bởi vì cái cái tài sản công ty á nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái giá trị thực của các quỹ đất của các dự án mà hầu như chị biết được rồi cái giá trị thực của nó thì nó diễn biến theo thời gian theo từng cái gì cái sự kiện à, theo từng cái yếu tố vĩ mô vĩ mô vân thì anh chị sẽ không thể nào ước lượng được chính xác được là cái thứ nhất cái thứ hai là doanh nghiệp nữa chúng ta phải đánh giá xem là à bây giờ có sự khác biệt ở đây lớn nhất là trên báo cáo tài chính giá trị sổ sách là một chuyện Đấy, giá trị thực tế là một chuyện nên cái nhớ bất động sản là cái nhóm mà như nó là gì cái sự định giá rất là khó thì cái việc định giá khó như thế này thì cái việc giá tăng là chỉ do kỳ vọng nhà đầu tư và khi mà à khi mà nhà tư không còn kỳ vọng nó mới nhớ này nữa thì đôi khi cái giá trị của nó anh chị sẽ không thể biết được là khi tới đâu thì mình sẽ bán nó nên anh chị tham gia nó như là một cái cuộc chơi đầu cơ à, thì anh chị nên đặt cho một cái mức target thì đối với em thì ở trạng thái này giống như cô DG nó đang ở đây đi nó đang ở trạng thái này thì anh chị nên lưu ý cái nhịp hồi ở phía sau của nó và theo cá nhân em thì xét là các vị thế mới là em nghĩ là không nên rồi còn câu chuyện là anh chị đang cầm hàng thì đa phần anh chị đang có lãi nếu anh chị không có đuổi thì anh chị đang có lãi thì anh chị sẽ canh nhắc để mình cơ cấu nếu mà giai đoạn sau đó nó có tín hiệu có nhiều phục hồi lên nhưng mà volume lại không vào nó tương tự ở đây nó cũng giống kiểu thế này ngày hôm qua mình đã nói kỹ rồi mà ngày hôm nay em nói lại để cho anh chị nào mà không xem cái buổi livestream ngày hôm qua anh chị thấy giống không đây sau một cái đà tăng thì anh chị thấy được là gì có hiện tượng tích cung đúng không thanh khoản rất là thấp và nó tăng trần ở những cái gì phiên như này đây có những cây như thế này là anh chị thấy không những cây lớn kiểu này đó là những cây nến mà hầu như không muốn bán ra nữa rồi cái giá cổ phiếu tăng trần ở những trạng thái như thế đây nè cái đó này khối lượng chỉ có tám trăm nghìn thôi vẫn đóng cửa tăng trần đúng không kiểu như thế đây đó thì sau đó xuất hiện một cái đà bán mạnh xuống thì cái đà bán này sẽ kích hoạt cái lực bán từ nhà tư rồi bây giờ cái lượng nhà tôi bắt đáy vào này đây cây này là cây bắt đáy nhiều nhất chuyển từ trạng thái là từ trần về tham chiếu sau đó có cái cây tăng trần thì cây này mới là lượng nhà tư vào đó. nhưng mà anh chị thấy thanh khoản không đây thanh khoản rất là thấp đồng nghĩa với việc là đây là do họ không bán ra thôi do không bán chứ không phải là do cái lượng cầu mạnh thì do đó lãi họ không bán Bởi vì giá đang tăng và nhà tư bên này đang cầm hàng này cũng thấy vui vì à đây là nhịp rượu hàng thôi đây, sau đó là bật lại thì anh chị bắt đáy đây đúng không T1 T2 T3 không kịp thì bắt đầu T3 là đã sàn rồi đó thì anh chị thấy trạng thái là như vậy để anh chị nắm bắt được cái xu hướng về tâm lý của nó. Giống như con DLG ở đây nè. DLG ở đây thì nó vẫn cho nhà đầu tư cơ hội để giải quyết. Tức là vì nó không có quá, gọi là quá ép nhà đầu tư bằng cách là bán sàn. Thì cho thấy được là nó vẫn chấp nhận mua lại cái lượng hàng ở đây. Còn về cơ bản thì chị thấy nó cũng kiểu như thế thôi. Nó cũng có một số hiện một cái phiên bán xuống đúng không? Thì sau đó cũng có nhiều phục hồi lên. Và cái volume ở đây là duy trì ở mức thấp. Thì về cơ bản là gì nó sẽ test lại định thất bại này. Thì nó về đây. Thì trong trường hợp á, mà nếu mà họ vẫn chấp nhận mua lại cái lượng hàng á, thì họ sẽ xây lại nên. Họ xây lại nên. Em lấy ví dụ như là con KBC đây KBC trước đó cũng đã từng có một thời điểm như thế KBC là một cây mà em khá là thích và em cũng đã từng giải ngân ở vùng giá tầm 16 dưới này cho đến thời điểm là giá tầm 35 tới 45 à, thì bắt đầu giải, bắt đầu chốt lời ra thì KBC cũng có một trường hợp là tăng liên tục và liên tục bước phải đi lên và hầu như nó sẽ có trạng thái là nhà đầu tư không muốn bán cổ phiếu ra ở trong quá trình đi lên nữa tức là thanh khoản những phiên tăng đôi khi đó là thấp đó, thì chị thấy là nó cũng xuất hiện những cái phiên bán xuống thế này và cái nhịp bán được KBC là cái nhịp hầu như là gì để loại bỏ tất cả những chị nhà đầu tư đang cài hàng ở đây luôn ép bán với giá thấp và đây chính là những phiên mà sẽ cover lại hàng những phi nến kiểu như thế này là sau khi mà ép sàn một cây đúng không ép sàn hai cây hai một cây hai cây ba cây thì khi ép sàn ba cây theo như nhớ chị đang mua ở đoạn này đang có lãi này thì lỗ ngược lại hoàn toàn hết thì họ lại gom hết là những cây này và cây sàn thứ tư chấp nhận gom lại và sau khi mọi gom lại thì anh chị thấy được đó là nó không có bật lên ngay được và sẽ mất một thời rất là dài để sai quay để cái gì tức là nếu mà vẫn tiếp tục cuộc chơi nha vẫn còn duy trì cuộc chơi đó. còn về cơ bản nếu mà nó là dạy đầu cơ bởi vì thằng này có cơ bản thằng này có tài sản à, doanh nghiệp có triển vọng thì khi đó cuộc chơi là vẫn còn tức là họ vẫn có thể sai quay lại để gom lại hình thành một cái game mới ví dụ vậy đó thì đó là trạng thái chung của cổ phiếu này còn nhìn chung nếu mà những cổ phiếu như em nói rồi nó không có trả tài sản thì bây giờ không có lý do gì để họ không gom lại hết để họ gom lại hàng hết thì khi đó sẽ tạo ra những cuộc chơi khác và nó sẽ rơi lại về đúng cái vùng giá nó lên luôn về lý thuyết là như vậy tức là lên từ đâu thì về đúng từ đó luôn nếu chị để ý, những cổ phiếu bao cung á là những cổ phiếu mà sẽ có trạng thái đó anh chị có thể xem những cổ phiếu bao cung vậy như thế còn đối với em thì nhìn chung đó, đó là lý do đó là cái nên biết được cái cách để mình phân tích xem là nó có nó có cái kiểu khi mà mình tham gia các cái mặt cổ phiếu đầu cơ như vậy ấy, thì mình sẽ tránh được cái trường hợp là mình vướng vào các cái mặt cổ phiếu đó rồi đó là về đặc tính chung của thị trường ở giai đoạn à, ở cái nhóm bất động sản giai đoạn này nên đối với nhóm bất động sản thì chú ý cho em cái quá trình phục hồi ở trong phiên ngày mai cũng như là phiên ngày mốt và như em nói rồi ở giai đoạn này cái vị thế mới thì em sẽ không ưu tiên bởi vì đa phần đều có lãi tốt rồi nó không phải là những cái vùng ở vùng nền dưới nữa thì không ưu tiên rồi còn câu chuyện ở đây là câu chuyện đã có hàng đúng không và câu chuyện đây cơ nhá chút lại thì mình sẽ giỏ cái nhịp hồi ngày mai thì cá nhân em thì em nghĩ là nếu anh chị an toàn thì cứ cân nhắc mình chốt một phần hai ra trước để mình theo dõi cái nhịp ở phía sau Bởi vì mặc dù là nếu có thể nó vẫn tăng tiếp đi nhưng mà theo theo cá nhân em thì nó có thể tăng tiếp đi chăng nữa thì anh chị đã ăn được cái phần gọi là thân cá rồi à, một đoạn rồi Như cổ phiếu đã tăng 30 40 phần trăm thậm chí là 100 phần trăm có thể là đoạn sau đó nó vẫn còn tiếp tục tăng nhưng mà về độ an toàn thì em nghĩ là vẫn còn một cái vùng nền ở phía sau còn nếu đoạn sau đó vẫn đánh kiểu đầu cơ như thế thì nó cũng chả khác như một cổ phiếu Benny hết thì khi đó chị cũng sẽ cân nhắc để mình không tham gia rồi đó là về bất động sản để chị hiểu rõ về trạng thái tâm lý chung của nhà đầu tư. Còn nhóm này thực tế là vẫn được hưởng lợi thôi. Câu chuyện chính là câu chuyện liên quan tới đầu tư công, câu chuyện liên quan tới lãi suất bơm tiền hay là câu chuyện liên quan tới về lạm phát, tất cả những cái đó đều ủng hộ việc giá đất sẽ tăng. À nhưng mà về câu chuyện khác nữa là chúng ta phải hình dung là họ đang tạo video khá là tốt để cái lượng nhà đầu tư cá nhân họ tham gia vào và cái lượng nhà đầu tư cá nhân tham gia càng nhiều Ai à, thì cái đó cuộc chơi ở giai đoạn sau đó những người đến sau sẽ là những người chịu thiệt nhất. Bây giờ anh chị hình dung là như em nói là bất kể bất kể một cổ phiếu bao cung nào thì cái cuộc chơi đều là cuộc chơi dạng người đến sau trả tiền người đến trước. À, tức là người đến sau sẽ gì đẩy giá cho người đến trước thì tới một thời đó ai chạy trước là người có lợi nhuận. À, và những cổ phiếu đầu cơ là như thế thôi. Nó khác nó không khác gì một hình đa cấp ở trên sàn hết. Mà nó chỉ là trạng thái gì? À, nó chỉ là trạng thái nó nó mang yếu tố là pháp, nó hợp pháp hơn thôi. Nhưng mà thực tế nó không hợp pháp vì nó có sự thao túng về giá rồi nhưng mà đó là họ tạo ra một cuộc chơi cho anh chị tham gia thì nó chị nào chấp nhận tham gia tất nhiên là anh chị sẽ có phần lợi nhuận tốt và đánh đổi lại là gì cái rủi ro của anh chị sẽ là cao vì thị trường này là một thị trường mà có thể nói là cái phần lợi nhuận cái phần lãi của anh chị chính là phần lỗ của người khác Đấy, tức là anh chị vào có lãi cổ phiếu đó thì cái người mua ở phía trên chính là những người bù đắp lại các phần lãi cho anh chị thôi rồi đó là về bất động sản đúng không À, thì đó là mình đánh giá à, tương tự như vậy thì thật ra nó sẽ tùy thôi những cổ phiếu nó tăng nóng thì có thể như thế và đối với những cổ phiếu mà nó không tăng quá nóng tức là nó có vùng nền nó có các cái vùng nền ở phía dưới thì có thể nó vẫn có sinh trạng thái tốt hơn ví dụ như con ECC này nhưng nó là ECC nó không hề tăng nóng ở di đoạn vừa rồi nó cũng tăng một cách từ từ và hầu như ở trong những phiên nào nó đều hấp tụ lại cung hết hầu như các phiên đều có lượt chốt lời và điều hấp tụ lại tốt hết thì đó là một trạng thái rất là tốt của cổ phiếu này đối với em nếu mà cổ phiếu này có điều chỉnh đi chăng nữa thì có thể là nó hình thành là cái vùng tay cầm với dụ vậy ở phía sau này thì khi đó mình sẽ có nhắc được với các cổ phiếu này để mình mở cái điểm mua gia tăng thêm hay là mua mới với các cổ phiếu này được còn với những cổ phiếu mà đã tăng quá nóng thì đôi khi nó sẽ hơi khó nó hơi khó bởi vì cái lượng cũng đó là quá nhiều đi và nếu mà doanh nghiệp họ không tới độ lái họ không chấp nhận mua là cái lượng hàng đó thì nó sẽ không thể bước lên được nổi nữa mà nó cần sai quay lại ví dụ họ muốn tiếp tục cuộc chơi như con KBC thì đôi khi nó sẽ mất một thời gian rất là dài và trước khi mà họ muốn làm được cuộc chơi chắc chắn là họ phải làm vài cây sàn để họ rủ hết cái lượng hàng từ, từ anh chị vào từ cá nhân ra để ép anh chị bán với giá thấp rồi. Rồi đó là với uh, trạng thái chung của nhóm này. Tiếp theo là mình nói một xíu về cái trạng thái của nhóm ngân hàng và nhóm bất động sản à, nhóm chứng khoán. Thì buổi sáng ngày hôm nay cũng đánh giá sơ qua. Đây là về diễn biến tâm lý này thì ngày hôm nay cũng như là những phiên giảm mạnh trước đó của thị trường. Thì về cơ bản là mình sẽ theo dõi là cái đầu tiên á là thông thường sau một cái đoạn tăng nóng như vậy cổ phiếu điều chỉnh thì các cổ phiếu vẫn còn đa nó còn cái cái momentum á còn cái đà thì cái xác suất mà tạo đỉnh thành chỉ V là không cao thì ngày hôm nay là bằng chứng cho thấy được là đa phần những cổ phiếu không tạo đỉnh chỉ V tức là không nhốt anh chị lại vẫn cho anh chị cơ hội để mua à, vẫn cho chị cơ hội để bán thôi thì cái thứ hai là thông thường test lại đỉnh thứ hai để kiểm tra cầu để nên các cái vị thế nhóm này thì theo dõi nhịp hồi để mình cơ cấu chứ không bán tháo hoàn lại rồi đã là ngày hôm qua mình nói rồi đúng không à, thì điểm chung là gì à, ảnh hưởng chung mặt tâm lý thì biết Cap và simon Cap bị ảnh hưởng nhưng mà theo dõi cái khối lượng bán nếu mà khối lượng bán ở mức trung bình thì không ảnh hưởng tới xu hướng chung của cổ phiếu và cái triển vọng của doanh nghiệp đó là không thay đổi tức là nó chỉ bị ảnh hưởng về mặt tâm lý thôi đây còn với nhóm ngân hàng này thì đối với nhóm này thì vẫn là một cái sự tức là anh chị cần theo dõi cái vấn đề là ngày hôm qua á, khi mà nhóm ngân hàng nó tăng á, thì cái trong buổi livestream cũng nói rồi tức là họ tạo điểm mua rất là nhiều ở trong phiên và nhiều cổ phiếu khối lượng cao nhưng mà lại không tăng được không đóng cửa được ở mức cao nhất ngày hay là không đóng cửa được ở nửa trên thân nến mà vẫn cặp cáp được chút lời lớn thì đối với nhóm này hiện tại theo em nghĩ là cái lượng cung từ phía nhau tới cá nhân là vẫn còn nhiều và cái lượng đeo bám cũng nhiều nên cái quá trình tăng giá nó sẽ khó khăn hơn À, và nó cũng không có câu chuyện nào quá hấp dẫn hết tức là câu chuyện về lợi nhuận thì hầu như là không rồi lợi nhuận đã tạo đỉnh từ quý 2 2021 ngay từ thời điểm tháng 7 rồi và bây giờ câu chuyện là lợi nhuận quý 3 này quý 4 này có được tăng trưởng lên mạnh hay không thì nghĩ là cũng khó chỉ có thể là thầm thời điểm là quý 1 2022 thì có thể sôi động hơn bởi vì nó sẽ có một số những yếu tố khác để hỗ trợ về các chính sách à, về tăng trưởng tín dụng vân vân à, đối với những ngân hàng là như vậy còn chứng khoán thì mình nói một xíu đây còn à, với chứng khoán thì khả năng vẫn tiếp tục thu hút được dòng tiền. Bởi giai đoạn này dù chỉ áp lực bán mạnh trong phiên ngày hôm qua, tức là ngày hôm qua chứng khoán bị bán nhưng mà đây vẫn là nhóm có nhiều câu chuyện để hỗ trợ về giá là vượt đỉnh này, thanh khoản này, vân thì mình nhận xét về tổng thể về thị trường như thế để anh chị mình thứ nhất là không bị hoang mang và cái thứ hai mình hiểu được là hiện tại thị trường nó đang như thế nào những cái diễn biến chính cho thị trường đang như thế nào để từ đó mình có thể là mình đánh giá mình phân tích các cái mặt cổ phiếu một cách khách quan hơn à, tránh bị cái trạng thái tâm lý nó khiến cho mình nó rơi vào một cái trạng thái gọi là hoảng loạn và khi đó cái quyết định của mình nó thường không sáng suốt rồi đó là về thị trường chung cũng như là ba cái nhóm ngành chính rồi còn về ngành thép thì ngày hôm trước mình cũng nói sơ qua rồi đúng không ngành thép thì về cơ bản là giai đoạn này nó cũng sẽ bước vào một cái trạng thái nhìn chung là người ta sai quay đi ngang thôi trước em kỳ vọng là thép đi ngang là chính đây đối với thép nè vì thực ra thép nó có một cái vấn đề thế này đây thép nè à, cái uh... đây cái việc mà giá quặng sắt và giá uh, giá thép đang giảm á, thì nó sẽ ảnh hưởng tới tâm lý chung của nhà đầu tư cũng như là cái động lực ngắn hạn của nhóm này vì thép giai đoạn trước nó tăng dựa vào một số yếu tố chính thứ nhất là được hưởng lợi về giá đó là câu chuyện đầu tiên cái thứ hai là câu chuyện đầu tư công mà câu chuyện về giá vẫn là câu chuyện quyết định về lợi nhuận của nhóm này khi mà chị thấy những doanh nghiệp như là hoa sen hay nam kim là cái lợi nhuận chính họ đến từ cái trên lệch tức là cái biên lợi nhuận gộp cao ở các thị trường như là ở châu hay bắc mỹ thì đó chính là cái đóng góp chính nó mang tính trọng yếu còn về đầu tư công thì em nghĩ là do cái cái lĩnh vực xây dựng của mình ở trong quý 3 vừa rồi nó không có được gọi là sôi động do yếu tố dịch bệnh nên rõ ràng là đầu tư công từ quý 4 nó sẽ sôi động hơn rồi nên cái nhóm này cái đầu tư công sẽ hưởng lợi nhiều từ quý 4 hơn còn về câu chuyện chính mà là câu chuyện về giá nhưng mà khi mà giá thép bắt đầu điều chỉnh giảm rồi thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới các doanh nghiệp đặc biệt là với những doanh nghiệp về thương mại như em nói còn doanh nghiệp như là dạy xuất à, về sản xuất như hòa phát này đây đánh giá rất là cao hòa phát và về triển vọng tích cực thì hòa phát phải là một doanh nghiệp mà em đánh giá là nếu anh chị nào mà thiên về đầu tư về lâu dài đây là doanh nghiệp mà anh chị có thể mua và nắm giữ tức là nó sẽ là dạng có có cái cái nội tại doanh nghiệp để anh chị follow và tất nhiên nó sẽ chậm bởi vì sao bởi vì cái cái lượng người mua đó là quá nhiều và đa phần đều là những người mua lớn nên bây giờ hòa phép mà lãi tầm 10 thì anh chị sẽ khác rồi đúng không cái, này mình nói rồi tức là nó sẽ khác so với năm kia 10 rồi Bởi rồi bây anh chị cầm năm kia có thể cầm 1 tỷ 2 tỷ nhưng mà anh chị cầm hòa phát cầm 1 200 tỷ là bình thường nên bây giờ nó tăng 10 thì khác gì là cái lượng tiền nó sẽ khác rồi đó là về tình hình chung của giai đoạn này là như thế đó là nên chị hiểu về nhóm này nhưng em nghĩ là nó kỳ vọng mà đi ngang thôi đây nó kỳ vọng là nhóm này sẽ triển vọng tích cực đây là do đó tạm thời nhóm này nó sẽ bước vào một pha đi ngang để chờ đợi dòng tiền quay trở lại bởi vì nhóm này thì em nghĩ là nó vẫn chưa phân phối ra hết cái lượng hàng của nó rồi đó là trạng thái chung của nhóm này nha thì đó là về tổng quan thị trường thì một tí nữa mình sẽ đi từng cổ phiếu ha rồi mình nhìn một tí về cái hiện tại là dow Jones thì tối ngày hôm qua là chúng ta đã diễn ra cuộc họp của fed thì dư là kỳ vọng của đa phần nhà đầu tư ở phú quân và ngày hôm qua phú quân cũng đã vượt đỉnh bởi vì là fed không có tăng lãi suất và ông vẫn cam kết là duy trì lãi suất ở cái mức thấp à, là gần gần bằng không à, như giai đoạn này thì đó là một trạng thái rất là tốt bởi vì nó cho thấy được là cái cái sự cái sự kỳ vọng của nhà đầu tư là không bị lệch đi bởi vì nếu mà tăng lãi suất sớm hơn dự kiến thì nó sẽ khiến cho cái dòng tiền à, trên thị trường nó sẽ biến động rất là nhiều. Và ông vẫn giữ như cam kết là ông sẽ bắt đầu các cái 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 chính sách gọi là giảm mua tài sản lại là khoảng 20 tỷ USD trong một tháng và kéo dài trong khoảng tầm 6 tháng thì nó sẽ kết thúc vào khoảng tầm giữa năm 2022 và bắt đầu tăng lãi suất trở lại vào năm 2023. Đó là về tức là về những cái công bố trước đó của ông và ông vẫn đang duy trì cái trạng thái đó. Bởi vì ông cho rằng là hiện tại chưa đủ điều kiện, tức là chưa đủ các cái yếu tố để thuyết phục mình tăng lãi suất trở lại thì nó không giúp cho cái thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm qua đã vượt đỉnh tay đại và bứt phá lên à, vượt qua mốc 36.000 điểm. Thì hiện tại vẫn đang duy trì cái mức tăng tốt, đó là cái kỳ vọng của nhà đầu tư thì với việc Fed không gây áp lực lên lãi suất. cho các ngân hàng trung ương thì đó vẫn là một trong những cái điểm nhấn để giúp Việt Nam mình hiện tại à, gọi không bị cái sức ép quá lớn về tăng lãi suất. Và chúng ta vẫn đang đề xuất các cái gói hỗ trợ, đặc biệt là cái hỗ trợ về lãi suất để giúp cho các doanh nghiệp nó phục hồi trở lại sau đại dịch. Thì em nghĩ là với cái bối cảnh Covid như hiện tại vẫn còn diễn biến khá là phức tạp thì rõ ràng Việt Nam chúng ta vẫn sẽ duy trì cái chính sách đó cho tới thời điểm 2022 ít hết 2022 à, và vẫn sẽ có những chính sách về lãi suất mà tăng dần ở trong ở, em nghĩ là sẽ tăng dần ở trong năm tới thì như em nói là cái thời đã đó nó là điều tất yếu thôi không thể nào mà nó không tăng được hiện tại thì số ca nhiễm covid vẫn đang tăng hàng ngày và cái điều cái đại dịch nó quay trở lại là điều chắc chắn tức là nó sẽ tăng trở lại là điều không thể tránh khỏi rồi khi mà chúng ta bắt đầu mở cửa nền kinh tế thực tế chúng ta đã biết được câu chuyện đó rồi khi mà chúng ta mở cửa nên về mặt bản chất ở đây cái mà chúng ta cần kỳ vọng ở đây là gì là cái việc cái đường, cái hướng chúng ta đang đi ấy, là cái hướng là đẩy mạnh tiêm vaccine để có thể là tạo ra một cái sự miễn dịch cộng đồng tức là sống chung với dịch đó để hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì còn nếu chúng ta vẫn thực hiện theo hướng gọi là về về giãn cách tiếp tục ở các cái tỉnh hay là các huyện mà có số ca nhiễm quá tăng nó tăng lắm, thì khi đó về bản chất nó sẽ khiến cho cái nền kinh tế mình nó sẽ mãi mãi bị ảnh hưởng rất là nặng nề nhưng chị thấy được là trong thời gian vừa qua mùa dịch đi rất là nhiều doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng rồi đó điều mà chị thấy qua sẽ các số liệu thống kê số doanh nghiệp phá sản những doanh nghiệp đó thì họ không lên sàn à, những doanh nghiệp lên sàn thì nó dễ hơn rồi Bởi vì những doanh nghiệp lên sàn thì đa phần đều có cái sự hỗ trợ rất là tốt nếu mà họ không kiếm tiền được từ thị trường ở từ uh, hoạt động sản xuất kinh doanh á, thì họ lên thị trường họ kiếm tiền đó bây giờ anh chị thấy không rất là nhiều cổ phiếu tăng giá mặc dù là không có cơ bản luôn Bởi vì sao chủ doanh nghiệp họ lên đó họ làm cuộc chơi để họ kiếm tiền ở trên chính ở trên sàn luôn bây giờ em nói với anh chị em có cổ phiếu đúng không em em bán giấy lấy tiền tức là lên tới cái vùng ở phía trên họ kéo giá lên họ tạo cuộc chơi cho nhà đầu tư và tất nhiên là nhà đầu tư vẫn tham gia thôi vẫn kiếm được tiền mà nhưng mà lên tới đó thì bây giờ em bán ra À, thay vì bây giờ là giống như là em cho anh chị nhào tư mượn đi em cho anh chị nhào tư mượn cổ phiếu với giá là 30 nghìn thì bây giờ là về lại sau này bắt đầu thị trường nó bước về xu hướng giảm thì bây giờ về là 15 nghìn thì em lại mua vào thì bắt đầu đó là, đó là cuộc chơi thôi đó là đó là gì à, đó là cuộc chơi để em lấy tiền từ thị trường về ở doanh nghiệp luôn em chốt lại đó. À. thì bây giờ xong rồi em sẽ lấy tiền đó để em hỗ trợ công ty em duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh công ty thì hầu như doanh nghiệp mà đi biết trên sàn thì nó sẽ khó chết thế là nó vẫn sẽ có hỗ trợ về đó nhưng mà những doanh nghiệp mà không đi biết á thì khi đó sẽ cái kênh huy động vốn nó sẽ bị eo hẹp đi và ngân hàng thì em là nó cũng sẽ khó khăn Vì vấn đề là nợ xấu giai đoạn vừa rồi khi mà rất là nhiều những công ty họ không thể duy trì được cái hoạt động trả nợ của mình đó thì đó lý do vì sao mà ngân hàng động vừa rồi người ta lại lo sợ như thế bởi vì cái nợ xấu nó tăng lên nhanh và quý 4 này khả năng cao vẫn còn tăng được vẫn còn tăng bởi vì rất là nhiều doanh nghiệp hiện tại vẫn chưa quay được trở lại cái trạng thái trước dịch có thể là bắt đầu từ quý 1 thì nó sẽ ổn định hơn nên cái vấn đề ở đây là hiện tại chúng ta có lại một lần nữa bước vào cái trạng thái giãn cách hay không, đó là câu chuyện nó sẽ ảnh hưởng tới thị trường. Đối với em á, nếu mà thực sự một lần nữa mà giãn cách thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nặng bởi vì sao? Bởi vì các doanh nghiệp lại một lần nữa rơi vào trạng thái đóng băng và không thể hoạt động sản xuất kinh doanh được. Ba à, cái tháng giãn cách vừa rồi bằng chứng lớn nhất là kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ở trên sàn đã bị ảnh hưởng rất nặng, nhiều doanh nghiệp à, tăng trưởng âm. Nếu chị thống kê lại ở trong cái đợt công bố vừa rồi thì cho thấy được là nó ảnh hưởng rất nặng này đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ nữa doanh nghiệp lớn thì họ vẫn còn tiền mặt để họ duy trì hoạt động sức kinh doanh của họ nhưng mà các doanh nghiệp nhỏ thì họ bị hết cái lượng tiền mặt thì khi đó họ sẽ rơi vào trạng thái rất khó khăn về dòng tiền thực tế một doanh nghiệp cái sự khó khăn về dòng tiền là lớn nhất bằng chứng là anh chị có thể thấy là cái thằng Everin cái thằng Everin của Trung Quốc nó là một doanh nghiệp rất là lớn đúng không nhưng mà khi mà họ có cái lượng vay nợ quá lớn và cái tài sản của họ là thanh khoản không cao là gì là bất động sản thì họ sẽ rơi một cái trạng thái là gì không thanh khoản để giải quyết các khoản nợ đó thì khi mà họ không giải quyết được các khoản nợ đó thì như thế nào thì họ sẽ rơi vào một trạng thái là có thể dẫn tới nguy cơ phá sản đó lý do vì sao mà cái sự kiện Evergreen vừa rồi rất là hot và nó cũng là minh chứng cho việc dịch bệnh đang ảnh hưởng như thế nào nếu mà các doanh nghiệp họ không thể duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh một cách bình thường rồi đó là về tổng quan chung của thị trường thực tế thì các bạn tin nhận được thị trường của em thì em nói khá là nhiều về tổng quan của thị trường rồi các nhóm ngành à, còn về từng mặt cổ phiếu thực tế là em sẽ không thể khuyến nghị từng mã cổ phiếu ở trên đây được bởi vì đó là quyết định đầu tư của từng cá nhân à, và cá nhân em chỉ đưa ra cái ý kiến khách quan của mình về các cái mã cổ phiếu đó ở từng nhóm ngành thôi để chị tham khảo thôi còn về cụ thể các mã cổ phiếu có thể anh chị hoặc là chị hỏi em ở dưới phần video thì em sẽ comment em sẽ hỗ trợ chị được bởi vì sẽ có rất là nhiều những mã cổ phiếu ở trên thị trường mình không thể nào mà mình đi qua hết được các cái mặt cổ phiếu đó cái thứ hai nữa là anh chị có thể tham gia trong khách hàng của em à, để đồng hành cùng em cũng như là một, cách để ủng hộ em để em tiếp tục cái động lực để em duy trì những cái buổi livestream thế này hay là những cái buổi video thế này cảm ơn chị rất là nhiều à, vì luôn theo dõi nhé thì bây giờ sẽ nói một tí về các nhóm ngành đi ha mình cũng nói sơ qua rồi thì đầu tiên là mình nói về ngân hàng trước ngân hàng thì nó vẫn là như thế thôi À, nó vẫn không có sự thay đổi nhiều ngân hàng thì tiêu điểm đầu này vẫn là các cổ phiếu đã vượt đỉnh rồi và nó sẽ tạo được tiền đề tốt ví dụ OCB đã vượt đỉnh rồi sẽ tiếp tục cái quá trình test lại hàng T cộng OCB thì ngày hôm nay hàng ngày hôm qua vô nó hơi lớn một tí nó cũng là cùng là một cây nến tăng trần thôi nhưng mà cái cây nến vô trước đó và cây nến vô lần này nó sẽ khác hoàn toàn à, thì đó cũng là cái mình nên chú ý về volume là 18 triệu cổ thì 18 triệu cổ này khi hàng về chúng ta xem nó phải như thế nào nha đa phần thì không nên đu ban này không nên đu ban quá cao nhưng mà những cổ phiếu thế này là những cổ phiếu sẽ để được MSB đã vượt đỉnh rồi là thì nó sẽ có test lại tương tự của CB giữ nền lại phía trên này à, thì mình theo dõi cho em nếu mà những cái phiên mà test lại T3 nó tốt và giữ nền ở phía trên này tốt thì khi đó sẽ tạo được tiếp tục cái nhịp sóng ở phía sau à, tương tự như thế như cổ phiếu khác như là con NAB cũng vậy nó cũng mới vượt được cái vùng khác ở phía trên này ba cổ phiếu mà em vừa liệt kê đều là ba cổ phiếu hiện tại đang có mức BE và BB hấp dẫn so với lại ngành ngân hàng thì ngân hàng thì anh chị có thể dùng BE để so sánh được bởi vì nó cũng có một cái mức lợi dụng tương đối là ổn định À, thì đó là một trong những cái cách để mình so sánh. Tất nhiên là định giá ngân hàng thì sẽ có nhiều cách và thông thường á, người ta sẽ à, dùng các cái cách mà nó phức tạp hơn. Anh chị phải đào sâu hơn về các cái quá trình về nợ xấu, về các cái mức dự phòng là những cái điều khó nhất khi mà chị định giá ngân hàng. Mà thực tế thì nói chung là nếu mà chị là một nhà đầu tư cá nhân và anh chị đưa ra cái góc nhìn mà liên quan tới chủ quan một xíu á, thì chị hoàn toàn có thể dùng các cái mức BE và BB để so sánh cái tiềm năng của nó và nó phụ thuộc nhiều vào câu chuyện là tăng trưởng trong tương lai để ví dụ như là một ngân hàng như Tết cơm chắc chắn là b sẽ cao hơn các ngân hàng này bị Tết cơm là một ngân hàng mà rất là nhiều nhà đầu tư lớn họ tham gia bị cái quy mô lớn hơn thì đó cũng là cái mình sẽ cân nhắc nhưng mà đây là các cổ phiếu mà anh chị có thể lưu ý ở giai đoạn sau ngày hôm nay thì tiêu điểm hơn là có SHB kéo lên vào giai đoạn cuối phiên cũng đã vượt lên trên cái vùng nền này rồi SHB là một cổ phiếu mà cũng đã đề cập ở trong cái video trước đó khi mà nó liên tục tạo một cái đường trend này tức là cái chạm kênh dưới bật lên chạm kênh dưới bật lên thì hiện tại nó đang thì thì, thì, thì xu hướng khá là tốt đối với SHB và nhìn chung thì đối với em thì ngày hôm nay là họ kéo vào giai đoạn cuối phiên ra thì đi đây là một cổ phiếu mà cái diễn biến cung cầu nó thường là vào cuối phiên thôi à, nhưng mà với việc MSB nó vượt lên trên được cái vùng nền này cũng cho thấy được là cái nhịp vừa rồi đóng vai trò là rũ bỏ cái nhịp giảm từ 30 thế này đóng vai trò là rũ bỏ và nó quay lại một lần nữa lên trên này thì cái xác suất mà nó vượt lên trên là cao Vậy nên nếu mà các anh chị mà cân nhắc thế là có khẩu vị với cổ phiếu này ấy, em em nói là cổ phiếu này nó nó hơi mặn một xíu là nó hơi khó khăn một xíu nhưng mà nó vẫn tốt thế là nó vẫn đang thì sức mạnh giá rất là tốt thì chú ý được ở các cái vùng hỗ trợ lên quanh tầm 30 thì mình cân nhắc à, cái điểm mua phía sau này còn cái vùng kháng cự phía trên này hiện tại vẫn là lên quanh tầm là giá là 32 thôi. SHB hiện tại kéo lên một phần là do cổ tức, tức là do câu chuyện về việc à, chi cổ tức họ kéo giá lên. Rồi, nói về hàng quốc danh đi. Về cái bay hiện tại thì vẫn là dạng sai quay, chưa có sự biến chuyển quá nhiều. với cái bay thì như em nói là mình mấy yếu tố tham khảo thôi. Nếu mình xét về đầu tư thì nó không hấp dẫn lắm bởi vì cái cái biến động giá của nó so với thị trường nó cũng không nhiều, nhưng mà nó lại là cổ phiếu vốn hóa lớn nữa. Sẽ rất là khó để kéo một cổ phiếu như về BIDV thì kể từ khi mà nó vượt được cái vùng nền thì hiện tại nó cũng đã vượt qua được cái vùng kháng cự lên quanh giá tầm là 44. Thì ra đây là một cái cự rất là mạnh cái vùng nền cổ trước đó là vùng cái cự rất là mạnh và nó vượt qua được trên cái vùng này thì cho thấy được là cái lượng cầu ở đây cũng rất là khỏe và đồng thời thì nó thông thường nó sẽ không thể vượt hẳn lên trên được mà nó sẽ sai quay lại một đoạn ở đây để nó hấp tụ cái lượng cung này nè cái lượng cung chốt lại từ đây nè như anh chị mà đã mua hàng ở đây mà bị gãy nên xuống á, thì nó sắp tụ là cái lượng cung này thì đó với BNV hiện tại vẫn là một cổ phiếu mà đang trong cái đà tức là đang trong cái giai đoạn là sai quay trong một nền tảng dài đó thì nếu anh chị là mà hiện tại mà có hàng thì vẫn follow được cho em thôi và đối với giống ngân hàng thì em nghĩ là em sẽ ưu tiên nhiều hơn với giống ngân hàng tư nhân bởi vì những ngày tư nhân thì nó sẽ có vận động giá tốt hơn và nó sẽ có nhiều câu chuyện bị bổ trợ hơn đúng không? Đó là cái tương tự với tech cơm thì tech cơm hiện tại chúng tôi cũng đang trong quá trình xa quay của nó và cái biên dao động hiện tại tech cơm vẫn là 51 và 53 à, thì nếu anh chị nào lưu ý thì ngày hôm qua là một cái nến mà red khối lượng rất là tốt nhưng mà cái lượng cung bán ra của tech cơm lên quan tầm 54 là lượng cung rất là mạnh à, bây giờ anh chị thấy được ở trong phi liên tục nhòi lệnh lên nhưng mà giá lại không bước lên trên được thì ngày hôm nay vẫn là một cái nến với volume lớn thì cái điểm tích cực của, cái điểm tích cực của cơm đoạn này anh chị để ý được là thanh khoản cái sự cải thiện rất là rõ rệt của thanh khoản từ thời điểm mà nó tạo đáy phía dưới này đúng không? nó có quá trình tạo đáy và nó có tăng thanh khoản. thì khi mà một cổ phiếu nó có tăng thanh khoản lên như thế đồng nghĩa với việc nó có sự tham gia nhiều hơn đến từ phía dòng tiền thông minh. À, bị không phải tự nhiên mà cổ phiếu lại tăng thanh khoản được. bị giá trước đó là một cái xu hướng giảm mà nó bước vào trạng thái hầu như là không ai muốn dơ, à, không ai giao dịch hết. nhà tư không muốn bán này nữa rồi, ai bán thì đã bán hết rồi, không muốn bán nữa rồi. thì khi mà rơi vào trạng thái này thì bắt đầu giai đoạn sau này bắt đầu có sự quan tâm nhiều hơn tới dòng tiền này. À, mặc dù là giá giảm nhưng mà thanh khoản vẫn tăng, giá tăng thanh khoản vẫn tăng. đó là trạng thái tốt và nó giúp nâng cái mức thanh khoản trung bình lên bằng chứng là chỉ thấy cái điểm 20 hai cái hai 20 là đường màu xanh này của cái volume ấy, nó vẫn đang dốc lên cho thấy được là tái cơm đang được sự quan tâm nhiều hơn cái dòng tiền thì nếu mà xét về định giá tái cơm hiện tại vẫn đang có mức định giá rẻ hơn so với mặt bằng chung của thị trường và mức định giá phù hợp tái cơm là khoảng đó tầm 6 ít thì em nghĩ là nếu chị nào mà đang có hàng với cổ phiếu này thì vẫn follow được nhưng mà trong trạng thái ngắn hạn có thể là phiên t ba hàng về nó sẽ rủ cái nhịp đu bám này bởi vì như em nói là ngày hôm qua em thấy rất là nhiều những nhà đầu tư họ đu mua ban bán họ họ bán bất động sản họ mua bán em nghĩ đó không phải là một phương án tốt bởi vì đa phần ban chị nên có hàng sẵn từ trước đó Đối với em bang đa phần em đều có hàng sẵn từ trước đó bởi vì đó là một trong những nhóm ngành mà nó mang yếu tố tiêu điểm. Và nếu mà đã rơi vào cái vùng giá hợp lý rồi thì mình có thể giải ngân được với các cổ phiếu này. Còn những chú nếu vì anh chị đu ngày hôm qua thì có thể là vẫn có lãi nhưng mà về xác suất là cái khả năng anh chị bị rủ hàng tới ba khá là cao do cái lượng cung từ phía nhà tôi kịp đeo bám rất là nhiều. Rồi đó là về Techcom cơm thì em nghĩ là cái biên dao động ở 51 53. Đối với anh chị nào ngày trước mua 51 rồi thì bây giờ mình chờ cái vận động ở đây tiếp tục để mình theo dõi xem nó có vượt lên trên, trên được cái vùng kháng cự trên này hay không là cái vùng kháng cự lên quan tâm là giá 54.5 hay là cái vùng kháng cự đỉnh cũ mà b thì tương tự như vậy mà b thì ngã qua cái phiên mặc dù là tăng nhưng mà rõ ràng cho thấy cái lượng cung lớn bằng chứng là giá không break lên được cái vùng kháng cự trên này là, cái mốc 29 đi ngày qua 29 nó có một cái trạng thái là họ kêu một cục lệnh lớn không bút qua đó là một cách nó giống của stb đoạn này nè rồi giống stb ở cái nến này đúng không Nghe em đó em có phân tích rất là kỹ stb cái nến mà nó break lên bị fail á tức là nó tạo một cái vùng nhà cái cái vùng giá 27 và nó break lên qua 27 chị nhớ không? Ngày hôm đó nó kê lệnh lớn 27 và nó mua qua cục đó. Thì sau khi mua cục đó xong thì lên đó thấy lượng cung mạnh quá thì lại thói lui về. Đó là một cách để kiểm tra cung đó. Thì nó sau đó thoái lui thấy cung còn mạnh đó thì sao? Nó thoái lui về đây để nó gom lại cung để cho nhà đầu tư nào muốn đang cầm hàng nó bán ra. Thì sau khi gom lại cung thì một lần nữa nó tiến lên đây thì nó break qua được cây 27 ngày trước thì bây giờ nó quay quay về test ở đây nữa. nó cho thấy cung vẫn lớn nè. À. Ngãm đó là do sự đồng thuận của ngân hàng tiền mạnh thôi chứ thực tế là cung vẫn lớn thì nó sẽ test lại một lần nữa cái vùng nền này nên quan tâm là 27 27.1 thì mình chú ý treo quanh mốc đó luôn tương tự của MB cũng vậy à, đa phần không nên đu nếu mà, mà đu thì nên chờ test T3 lại để mua à, liên vị thì ngày hôm nay cung vẫn lớn này giá tăng nhưng mà à, khối lượng cao nhưng mà giá không bước lên nổi thì đa phần những cổ phiếu đoạn rồi thì nên chờ để test lại tới ba nhưng mà các cổ phiếu mà như đó nói rồi em vẫn liệt kê ra các cổ phiếu mà chị cân đối để tham gia được ví dụ như là với ngân hàng hay thì những cổ phiếu như là con uh, tách cơm à, như là con mb là những cổ phiếu mà có nền tảng cơ bản tốt thì đối với những cổ phiếu đó thì mình tham gia nó sẽ an toàn à, thì khi mà an toàn tức như là lợi nhuận sẽ không cao và những cổ phiếu như là ocb cái uh, msb hay là con nạ b nhưng mà đó là tiêu điểm ngân hàng và tổng quay chung ha tức là với uh, bất động sản bất động sản thì mình đi sơ qua một số cổ phiếu như là con DG ngày hôm nay vẫn có nhịp hồi lại trong phiên DG điểm tích cực ngày hôm nay là thứ nhất là volume cao đồng nghĩa với việc là như em nói rồi bắt đầu có lượng cầu bắt đáy vào quan trọng nhất là những phiên sau đó mà theo dõi cho em là nó có cái gì nó có sự tham gia của volume hay không à, bởi vì phiên ngày mai nếu mà vẫn là một phiên phục hồi tức là một phiên tăng được tốt luôn đóng cửa cao nhất ngày luôn tức là có thể tăng trần luôn ở trong phiên ngày mai đi à, nhưng mà anh chị thấy được ngày mai nó không có tức là về volume á di chuyển rất là thấp thì về mặt cơ bản là gì cái rủi ro mà nó đảo chiều test lại hay địch khá là cao thì đó là cái mà anh chị nên lưu ý còn về các điểm mua mới thì anh chị vẫn nên chờ nó xây nền lại nó sẽ an toàn hơn đối với DG thì rõ ràng đây là một cổ phiếu đã tăng quá nóng rồi và liên tục nó mở gáp ra di động vừa rồi thì nó cũng đã bước vào cái trạng thái rồi thức rút thì cái lượng cung nó tích lũy ngày càng nhiều thì với vấn đề về định giá cổ phiếu này thì em nghĩ là nó cũng sẽ không như em nói rồi bất động sản là một ngành rất là khó định giá và nó phụ thuộc rất là nhiều vào góc nhìn của nhà đầu tư nữa đó thì đối với em thì hiện tại đa phần cái cổ phiếu bất động sản nó đang ở cái trạng thái gọi là gì họ đẩy cái value lên cái sự kỳ vọng lên quá lớn trong khi đó thực tế cái tài sản doanh nghiệp mặc dù nó có thể quỹ đất khỏi lớn nhưng mà đôi khi anh chị phải biết được là họ có khai thác được nó hay không và nó có mang về lợi nhuận cho cổ đông hay không một trong những cái quy tắc mà chị cần nên biết là giá cổ phiếu nó sẽ bằng với dòng tiền cái sự chiết khấu các dòng tiền trong tương lai mà cổ phiếu đó mang lại cho nhà đầu tư hay là khi anh chị định giá bất cứ tài sản là cũng vậy là giá trị của một tài sản chính là dòng tiền trong tương lai mà tài sản nó mang lại cho anh chị được chiết khấu về thời điểm hiện tại anh chị nhớ nha tất kỳ tài sản nó cũng vậy kể cả đất kể cả nhà kể cả xe ha, kể cả người yêu vân vân những cái đó đều là những cái mà chúng ta sẽ gì nếu mà anh chị đánh giá góc độ tài chính thì vẫn phải là chiết khấu dòng tiền mang lại trong tương lai công ty cũng vậy tại sao người ta lại có cách chiết khấu là những dòng tiền tự do là FCFF, FCFE từ tương lai về à, IBS chiết khấu về vân vân những cái đó đều là những cái cho mình biết được là à cái quan trọng nhất là trong tương lai công ty có đem lại tiền cho mình hay không thì nó thể hiện qua đâu và cổ thức à, thể hiện qua đâu thể hiện qua capital gain tức là thể hiện qua cái mức lợi suất vốn mà anh chị nhận được cái sự chênh lệch giá khi mà chị bán ra những cái đó chính là những cái nó phản ánh vào gì? Vào cái định giá cổ phiếu đó rồi à, nên chị nhớ cái bản chất là như vậy nam long ngày hôm nay cũng bật lại tốt nhưng chúng mình nam long ngày hôm trước lợi thế là nam long nó không có dạng tăng quá dốc mà nó vẫn có cái nền ở đây thì chưa thật ra thì hiện tại nếu mà xét về mặt À, về mặt tăng giá thì nó cũng đã tăng khá là mạnh rồi thì mình chú ý cho em là cái vận động ngày mai thôi mình xem cái vận động tết định là thế nào đa phần bất động sản đều khá là giống nhau trong phiên ngày hôm nay đều có cầu tham gia vào để bắt đáy để đợi giá thì trước mắt là cái vùng hỗ trợ dưới này của Nam Long là quan tâm là 37.5 à, 57.5 là cái vùng hỗ trợ rất là tốt thì mình chú ý cho em vận động ở đây nếu như chị nào hiện tại đang có hàng thì thực tế là nam long thì nó một có câu chuyện là nó sẽ bạn giao một cái dự án và ghi nhận lợi nhuận ở trong quý bốn này đó có thể là lý do mà nam long nó đang kéo lên tốt ở trong cái độ vừa rồi tức là có lợi nhuận ghi nhận đột biến á và nhìn chung thì nó phải theo nhóm ngành thôi và cái cái cái, cái tái gạch ngắn ngày trước năm long mình kỳ vọng là quanh tầm 60 3 thì hiện tại nếu anh chị đạt, đạt, tái gạch rồi có nhắc là nếu mà phiên ngày mai có bật lên ở trong phiên thì có thể cân nhắc mình chốt trước một phần hai à, phần còn lại thì mình theo dõi tiếp thôi rồi với NTL, NTL thì nó lại hơi khác một xíu, tới NTL thì là cổ phiếu không phải là tăng nóng mà nó là cổ phiếu có tăng theo dòng tiền của bất động sản nhưng mà nó vẫn có quá trình tích lũy lại thì đây là điểm khá là tốt của cổ phiếu này. Nếu mà xét về mặt về định giá thì rõ ràng đây là một doanh nghiệp mà có cái mức gọi là định giá tương đối hấp dẫn so với các doanh nghiệp còn lại ở trong ngành à, và nhìn chung thì ở giai đoạn này thì em nghĩ là trước mắt là đang ở cái vùng nền dưới này là do nó qua nó không tăng nóng nên nó vẫn có nền thì đối với anh chị nào hiện tại có có cổ phiếu này thì cứ theo dõi tiếp được thôi bởi quanh cái vùng nền này thì cái lượng cầu đỡ khá, là, khá là tốt chứ như, như phiên ngày hôm nay đi thì ngay tức khi mà vừa rơi về cái vùng nền này thì ngay tức sẽ có cầu đỡ giá bật lên trở lại thì mình theo dõi cho em vận động với cái nền này à, để mình cân đối mình xem là mình khi nào mình cân nhắc mình chốt lời hay là nếu mà giai đoạn sau nó có sai quay lại thì nó có tiếp diễn được cái đà tăng hay không à, đối với nhóm cổ phiếu này à, rồi thì ta là với nhiều cổ phiếu khác nữa thì mình nói sơ qua những cổ phiếu đại diện như thế đó. Bản chắc là như vậy rồi. À, rồi với KBC này đây KBC thì vẫn là doanh nghiệp mà em đánh giá cao ở trong quý 4 này à, về doanh nghiệp về khu công nghiệp thực tế khu công nghiệp đó một phần được hưởng lợi từ đầu tư công mà một phần được hưởng lợi từ cái vấn đề liên quan tới FDI đó tức là dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam và chắc chắn là nhiều doanh nghiệp à, vừa rồi thì Nike cũng đã khẳng định là họ sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư ở Việt Nam đó là một trong những điểm lớn thì KBC là một trong những doanh nghiệp có quỹ đất cực kỳ lớn để cho thuê và hiện tại thì họ bắt đầu ghi nhận trong năm tới sẽ bắt đầu ghi nhận lợi nhuận rồi thì đây cũng là doanh nghiệp em nghe tốt nên có thể tận dụng các cái nhịp bán tháo hoảng loạn để mình tham gia ví dụ như cái nền ở phía dưới là 46 cái nền tốt ở phía dưới KBC là 46 trước đó KBC cũng không tăng nóng đâu nên chị có thể là quý nắm giữ tiếp với cổ phiếu này cũng được thôi nó không có gì xấu hết à, tiếp theo là với đất xanh đất xanh thì nhìn chung hiện tại thì ngày trước nó tăng cũng khá là mạnh từ cái vùng nền dưới này nhưng mà đất xanh thì có thể canh cân nhắc quanh cái vùng ở quanh đây nè tầm 22 x 23 về đây có thể hình thành lại cái cái vùng điện tay cầm ở đây tức là sao hình thành một cái cốc đúng không nếu mà có hình thành cái vùng tay cầm ở đây thì cũng có thể có nhắc được nhưng mà nếu mà tất nó qua được cái mốc kháng cự trên này lên quan tầm 25.5 thì khi đó tái gạch nó có thể hướng tới tầm giá 7 thì tất nhiên nó phụ thuộc vào cái ý chí độ lái rồi khi mà doanh nghiệp này thì như em nói rồi ban lãnh đạo họ họ khá là tức là họ thiên về chiều hướng là làm giá cổ phiếu nhiều đó sao là như vậy họ, họ thường nên chị để ý đi ngày hôm nào mà tesla xanh thấy ra báo cáo tài chính mà 66 một tí là ngày đó là đa phần là để gom hàng thực tế là vậy em đã từng đánh giá cổ phiếu rất là nhiều lần và từng đã thấy rất nhiều ngày ngày đó ra báo cáo cực kỳ xấu à họ tại vì phần đó bất động sản á anh chị bút lợi nhuận rất là dễ nó sẽ có nhiều thủ thuật để giúp cho lợi nhuận quý đó mạnh cao hay thấp và nó sẽ lấy tiền nó lấy cái tiền dự án trong tương lai để bút về đây sau đó chiết khấu lại sao cũng được đó là một nhìn chung đó là một dạng khác à, nhưng mà mặt cơ bản thì bất động sản là một doanh nghiệp mà ta sẽ khi mà đánh giá ta sẽ cần theo dõi rất là nhiều yếu tố Nhưng mà đối với em thì với đất xanh rõ ràng là quanh những cái vùng này dưới này nè tầm 22 cái mít 23 đó là vùng hỗ trợ rất là tốt nên nếu mà đang có hàng thì cứ theo dõi tiếp ở đó thôi em nghĩ nó không không có quá xấu như các cổ phiếu kia đâu rồi tiếp theo là với nhiều cổ phiếu khác EGC thì mình nói rồi đúng không hỗ trợ là tầm 33 thì hỗ trợ ở dưới này là tầm 34 cái mít. thì ngày hôm nay chúng là cũng có bật lại và cũng khá là khỏe khi mà liên tục giữ giá trong phiên và nó không có bị giảm quá sâu ở trong phiên nếu tức là trong phiên cùng lắm thì nó về về đỏ nhẹ tầm 3 2.5 thôi nhưng mà thực tế thì vẫn khỏe thì đó là một trong những cái điểm mà em đánh giá cao cổ phiếu này thì giờ nhìn chung nếu mà đang có hàng với ICC thì em nghĩ là follow đuôi tiếp à, cái giá vốn mình tốt thì mình vẫn nắm giữ tiếp mình theo dõi cái vùng này ở phía sau thôi con NDN cũng vậy nó cũng mới bắt đầu lên thôi thì có thể chú ý được Nhân chung thì nào thì cái thanh quản cái cái lượng cung đeo bám nó sẽ hơi nhiều một xíu do cái khối lượng nó cao á liên tục là dần có với khối lượng cao đồng nghĩa với việc là cái lượng cung đeo bám khá là nhiều thì sau cái dịp break ngày hôm qua thì nó về lại cái vùng hỗ trợ dưới này lên qua cái vùng tầm 21.8 tới 22 thì hôm nay sẽ là vùng cầu đợi tốt với cổ phiếu này thì mình cứ follow tiếp cái mốc này cho em Đấy. thì ngày hôm qua mình cũng nói rồi thì là cái target ngắn hạn ngày trước kỳ vọng của nợ khi mà nó break được cái vùng nền dưới đó là quan tâm là giá 24 thôi thì thực tế đã đạt được rồi, rồi nhưng mà nếu mà xét về một cổ phiếu mà đang có cái nên đến nhiều anh chị nói là đến nào là một cổ phiếu có định giá thấp thực tế là cũng đúng nhưng mà xét về PE thì nó có mức định giá rất là hấp dẫn bởi vì cái lượng tiền mặt nó quá lớn đi và nó ghi nhận cái lợi nhuận chính đôi khi đến từ cái mảng là đi đi gửi tiết kiệm để có tiền thì đôi khi nó cũng là một cái không phải hay lắm bởi vì anh chị phải biết được là tất cả các nguồn vốn đều có chi phí hết ngay cả vốn vay và vốn chủ sổ thì khi mà anh chị sử dụng một cái nguồn vốn mà có chi phí như vậy và anh chị đem nó đi gửi tiết kiệm thì hầu như nó không tu đôi khi vốn vốn chủ sở hữu á, cái chi phí sử dụng vốn là lại cao hơn so với vốn vay ví dụ khi anh chị đi vay có thể lãi suất anh chị đâu đó tầm đo quan tầm 10 chấm một chấm ví dụ vậy nhưng mà cái lãi suất gọi là lãi suất cho vốn chủ sở hữu á, thì cái kỳ vọng thông thường của việt nam là 13 tới 15 chấm thì đó cho thế giới nó cũng vậy thì nó sẽ cao hơn bởi vì sao bởi vì nhà đầu tư họ cũng có những yêu cầu liên quan tới về lợi suất vốn này tức là mức tăng giá này về cổ tức này chứ phải tôi bỏ tiền không cho anh đánh mà anh không có mang lợi nhuận đâu nếu mà bây giờ anh đi gửi tiết kiệm thì tôi cũng gửi được vậy nên đó lý do vì sao mà đôi khi doanh nghiệp có tỷ trọng tiền mặt quá lớn thì cho thấy họ không hoạt động, không sử dụng cái tiền đó một cách hiệu quả. đó là cái khu, anh chị cũng nên lưu ý cái đó. rồi đó là với NDN, chúng thì bất động sản là tương tự như vậy thôi. Rồi, có TIG thì hiện tại cũng đang vận động khá là tốt theo kênh trên line. hãy chú ý là những cái cái đường kênh trên này là cái vận động khá là tốt cổ phiếu này. chúng thì cổ phiếu này là một dạng cổ phiếu không phải là dạng tăng quá nóng nó là kiểu con DBG hay là kiểu con Đạt phương hay là ADC đợt rồi đó đi lên bền nó khá là giống như cổ phiếu cái bảo hiểm nhóm bảo hiểm động rồi nó cũng đáng kiểu như vậy tức là nó sẽ tăng dốc tăng dốc dần lên nhưng mà có chú ý là có những cái điểm rơi về lại các cái đường trên live thì mình canh nhóc giải ngân được vì nhóm này thì nói chung là nó sẽ khó vận động phân phối ở đây và chủ yếu là nó cũng có những câu chuyện về lâu và dài ví dụ như em nói là câu chuyện về tăng lãi suất đi thì bảo hiểm sẽ được hưởng lợi bởi vì đơn giản là về câu chuyện về lãi suất tăng thì bảo hiểm cái lượng tài sản bảo hiểm để ngân hàng khá là nhiều thì họ cũng sẽ hưởng lợi được cái đó đúng không rồi chứng khoán thì khỏe nhất hiện tại là vnd và vci ngày hôm nay cách đánh của vnd là khỏe nhất dòng bây giờ anh chỉ thấy được cái đánh họ chấp nhận mua lại hàng ở phía trên này mua lại cái lượng hàng giá trần luôn đó là một cách cho thấy được viên đi đang rất là khỏe so với những chứng khoán còn các cổ phiếu còn lại thì nó yếu hơn một xíu do cái mức tăng của nó không cao và đi kèm với khối lượng nó là cao đồng nghĩa với việc lượng cung lớn ví dụ SI à, HCM cũng vậy mặc dù HCM cũng có tăng nhưng mà rõ ràng là cái lượng cung vẫn lớn nên nó sẽ không thể bước lên trên được đối với nhóm cổ phiếu này thì có thể là nó sẽ dọc vận động giống như nhóm ngân hàng ngày hôm qua tức là sau một cái phiên tăng ngày hôm nay nó sẽ cần nghỉ ngơi lại để cái dòng tiền nó lại tiếp tục đi tìm một nhóm khác nữa bây giờ dòng tiền ngày hôm qua chốt lại bất động sản qua mua ngân hàng hàng chưa về để dòng tiền ngày hôm nay đang đứng ngoài có thể là tiếp tục vào fomo để mua chứng khoán thì bây giờ chúng ta lại theo dõi xem là gì ở trong giai đoạn tới dòng tiền sẽ đến đâu thì cái rủi ro lớn nhất mà em e ngại ở đây đó chính là khi mà dòng tiền không còn nhóm nào để tham gia được tức là à, bây giờ bất động sản sẽ khó kéo được được tiếp khi mà lượng cung đi bóng quá lớn đi thì bây giờ sẽ tiếp tục là ngân hàng cũng đã tăng nhưng mà ngân hàng thì lại không có nhiều câu chuyện thì bây giờ nếu mà dòng tiền mà kéo vào em nghĩ là chỉ có chứng khoán là nó khỏe nhất rồi tức là chứng khoán là cái nhau mà có thể hút được tiền tốt nhất rồi để còn với các nhóm khác thì sẽ hơi khó một xíu hơi khó một xí đó giai đoạn này rồi nhìn chung thì bản chất là cũng như vậy thôi cũng không có gì quá xấu chủ yếu là do cái nhóm này đang được hưởng lợi từ nhiều câu chuyện thôi và tiếp theo là với SHS cũng vậy Fx thì ngày hôm nay vượt đỉnh cũ rồi vượt cái nền rồi và vượt đỉnh luôn thì khi vượt nền vượt đỉnh như thế này thì về cơ bản trước mắt này mình theo dõi cho em cái vùng hỗ trợ dưới là quan tâm là 41 là vùng stop loss chặn lại của mình mà cứ giữ trên đó thì follow tiếp được với cổ phiếu này đây là cổ phiếu em khá là ưa thích nhìn chung thì em cũng đã gồng nó từ thời điểm mà 40 về lại bảy uh, uh, rồi lên lại Nên chung thì đã, đối với em thì đây vẫn là một trong những cổ phiếu mà em đánh giá tương đối là cao bởi cái 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 đánh gãy nền của nó tức là đánh gãy nền rũ đó thì sau khi mà nó quay lại được nền ta phần như SI, ACM thì đó là những điểm rất là tốt đối với cổ phiếu này rồi tiếp theo là với nhiều nhóm nhiều cổ phiếu khác thì đó là một trong những cổ phiếu uh, chứng khoán trạng thái chung của nó là như vậy nhưng mà chị chú ý cho em là hôm nay cổ phiếu nào mà tăng vôn cao đó, mà cái giá không tăng được ấy, thì cần chú ý là cái vị thế của mình trong một tới hai phiên tới để mình xem nó vận động thế nào rồi À, tiếp theo là với uh, chứng khoán rồi thì thép thép thì chúng ta hòa phát ngày hôm nay cũng có tăng nhưng mà rõ ràng là ngày hôm nay cái khối lượng thấp như thế này cũng đồng nghĩa với việc là ngày hôm nay cái cung cầu nó không dằn co quá lớn ở trong phiên cả nam kim cái cả hoa sen cũng như vậy tức là lượng cầu nó yếu và ngày hôm nay đa phần là lượng cầu đến từ phía nhà tư cá nhân thì thực tế là do nam kim nó gãy nền rồi và nó về lại nền dưới đây nè nó có cái hỗ trợ dưới này ngày hôm trước mình nói nè lên quanh tầm 48 mươi thì quanh đây sẽ có cầu đỡ giá thì khi mà đã về lại đây thì sẽ có cầu đỡ cho nó thôi nhưng mà thực tế thì cầu này vẫn chưa đủ lực để bước phá đi lên được nên đối với em thì nhóm thép kỳ vọng tích cực là sai quay lại thôi nó à, chưa nó khó để bước lên được ngay khó để bước lên được ngay và nó sẽ cần cái câu chuyện về dòng tiền ở trong giai đoạn tới ví dụ như là bây giờ khi mà dòng tiền không biết tham gia vào đâu nữa rồi à, đã chốt lời một số nhóm rồi thì có thể là khi đó nó kéo được tiền về thì có thể sẽ tạo ra một cái con sóng ngắn kế tiếp ở giai đoạn sau còn đối với nhóm này thì quý 4 vẫn là nhóm mà khả năng cao lợi nhuận và di chuyển mức cao được bởi một số cái yếu tố hưởng lợi à, nhưng mà rõ ràng là cái lợi nhuận của nhóm thép sẽ bắt đầu giảm từ quý 1 sang năm theo cá nhân là như vậy thì khi đó có thể là bắt đầu quý 1 sang năm hoặc là cuối năm nay nhóm này sẽ bắt đầu quá trình tạo đỉnh khi mà các cổ phiếu nó đã đạt trạng thái cân bằng của cái value cái phe nó đạt trạng thái fair value của doanh nghiệp á, ví dụ hòa phát có thể lên 6 ít này, à, ví dụ vậy nam kim có thể là 6x ví dụ thế thì khi đó bắt đầu sẽ đạt cái trạng thái là fair value và sẽ bắt đầu tạo đỉnh luôn. thì có thể nó sẽ còn một con sóng nữa đối với nhóm này khi mà cái lợi nhuận nhóm này vẫn duy nhận tốt ở trong giai đoạn quý ba quý bốn rồi, rồi. rồi đó là về các nhóm ngành, đó là về vận động chung các cổ phiếu như chưa thì mình không thể đi qua được hết. bên cạnh đó thì đoạn này micap anh chị chú ý cho em là hai nhóm là nhựa và à, nhựa và và thủy sản đang có sống khá là tốt đầu tư công thì ngày hôm nay cũng bật trở lại nhưng mà đầu tư công thì em nghĩ sẽ cần một thời gian bởi vì đa phần nhóm này đã tăng tốt đoạn trước rồi thì đa phần đoạn này đang bắt đầu chuyển giá lại em một số cổ phiếu là c 4 g ngày hôm nay vẫn rất là tốt này hay là chúng ta có con um, fcn ngày hôm nay cũng về hỗ trợ bật lên ksb ngày hôm nay cũng bật hay là blc đa phần đều đang ở cận các cái vùng nền của nó thì có thể sẽ mất một thời gian để sai quay thì nhóm này em em nghĩ là trong quý bốn này nhóm đầu tư công gọi là nhóm sẽ có sống tức là vẫn sẽ có dùng tiền tham gia bởi vì cái câu chuyện hưởng lợi của nó là khá lớn và nhiều doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp ví dụ như blc đi À, về nhựa đường thì, thì, vẫn sẽ là những câu chuyện mà có thể có nhắc đến tham gia ở đại phía sau rồi đó là về tổng quan chung của thị trường các nhóm ngành à, thì hy vọng là trong cái bản tin hôm nay đã giúp anh chị mình nhìn nhận được, được là một số cái đặc trưng chung của các cái nhóm ngành như là chứng khoán ngân hàng hay là về thép đặc biệt là bất động sản để mình hiểu rõ hơn về bản chất của nó bên cạnh đó thì trạng thái chung của thị trường ở đoạn này à, và vùng hỗ trợ hiện tại thị trường tốt là vùng hỗ trợ tầm 1.400 tới 1.425 Tất nhiên là mình sẽ không thể nào đoán được thị trường có điều chỉnh hay không bởi vì xét về trạng thái bây giờ các dòng tiền vẫn đang luôn hóa phân hóa tốt nhưng mà em nói rủi ro lớn nhất là khi mà dòng tiền nó tham gia kỹ đầu cơ như thế tức là ngày nào nhóm nào tăng tốt thì lại kéo qua ngành đó thì tới một thời điểm đó dòng tiền đầu cơ lại không biết tham gia nhóm nào nữa thì nó sẽ gây một trạng thái là gì bị chán nản và áp lực bán sẽ bắt đầu xuất hiện thì đó em đó rủi ro lớn nhất của thị trường giai đoạn này rồi thì mình chú ý cho em cái vận động đó để thực ra thì nếu có nhịp điều chỉnh về là tầm một nghìn bốn trăm tới một nghìn bốn trăm hai mươi thì sẽ tốt cho thị trường hơn bởi vì khi đó thì nó sẽ giảm nhiệt được hạ được cái nhiệt của thị trường Ví dụ ngày hôm trước khi mà thị trường nó điều chỉnh đi thì bắt đầu anh chị thấy không? Cái RSI đã xuống cái mức xuống cái mức gọi là quá mua rồi. À, trạng thái quá mua là một trong những trạng thái mà cho thấy được là thị trường giai đoạn nó nóng. Thì khi mà tăng nóng thì nó sẽ Nó sẽ có bền, đâu Nó sẽ có trạng thái điều chỉnh về cái trạng thái dưới. À, dưới cái mức quá mua nó, nó ổn định lại hơn. Rồi, đó là về thị trường ha. Thì anh chị được hiện tại đang xem video nếu thấy video hữu ích À, cho cá nhân anh chị có thể là bấm like video, subscribe kênh, đăng ký kênh để ủng hộ em. Bên cạnh đó thì ở phía dưới phần mô tả video cũng để thông tin liên hệ là zalo, số điện thoại. Nếu chị nào muốn đồng hành cùng em ở trong các hàng, có kết bạn zalo với em và kết bạn zalo với lại trợ lý của em để được hỗ trợ và đồng hành cùng em cũng như là cách để ủng hộ em để em tiếp tục duy trì những cái buổi livestream video thế này. À, cảm ơn chị rất là nhiều vì luôn theo dõi và ủng hộ kênh và xin chào. Hẹn gặp lại chị ở những video kế tiếp và chúc anh chị buổi tối tốt lành.